Mỹ cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo Washington sẽ đáp trả dứt khoát và khiến Nga chịu đựng những hậu quả thảm khốc nếu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Nếu Nga vượt qua làn danh đó, sẽ có những hậu quả thảm khốc xảy ra với họ. Mỹ sẽ đáp trả một cách cương quyết. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm nay tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC. Sullivan không nêu cụ thể cách Mỹ sẽ phản ứng, nhưng cho biết Washington sẽ giải thích riêng với Moscow điều đó chính xác là gì. Ông thêm rằng Mỹ thường xuyên liên lạc trực tiếp với Nga, kể cả trong những ngày qua, để thảo luận về tình hình Ukraine cũng như những hành động và cảnh báo mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Bình luận của ông Sullivan là cảnh báo mới nhất của Mỹ gửi đến Nga sau khi Tổng thống Putin đăng bài phát biểu hôm 21 tháng 9 ám chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu toàn vẹn lãnh thổ đất nước bị xâm phạm. Ông đồng thời phát lệnh động viên một phần nhằm tăng cường lực lượng cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi giữa tuần cáo buộc người đồng cấp Nga coi thường trách nhiệm không phổ biến vũ khí hạt nhân khi đưa ra công khai những lời đe dọa hạt nhân chống lại châu Âu. Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với khoảng 6.000 đầu đạn hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM khổng lồ. Tổng thống Ukraine tuyên bố chiến thắng khi Nga rút quân khỏi Kharkov. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã giành chiến thắng sau khi quân đội Nga rút khỏi vùng Kharkov vào cuối tuần trước. Họ sẽ gọi sự rút lui của Nga là một hành động thiện chí, còn chúng tôi sẽ gọi đó là chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu được phát vào tối 11 tháng 9. Ông Zelensky tin rằng các lực lượng Ukraine sẽ giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát trên khắp Ukraine. Thế giới kinh ngạc trước chiến binh của chúng tôi, còn đối phương thì hoảng sợ. Ông Zelensky nói. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 9 tuyên bố đã rút quân khỏi nhiều địa điểm ở Kharkov. Các binh sĩ đóng quân ở Kharkov đã được tái triển khai tới các vùng lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine. Để đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chúng tôi quyết định tái tập trung lực lượng đóng tại Izium và Balalia nhằm tăng cường lực lượng quân sự dọc hướng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Để tránh tổn thất lực lượng, Nga liên tục tiến hành các đợt pháo kích, không kích, tấn công tên lửa nhằm vào các đơn vị của Ukraine ở khu vực, phá hủy nhiều xe bọc thép, hạ hơn 2.000 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Quân đội của chúng tôi tiếp tục phản công theo nhiều hướng khác nhau. Chúng tôi giành lại quyền kiểm soát hơn 2.000 km2 lãnh thổ trong chiến dịch phản công từ đầu tháng 9 đến nay, ông Zelensky nói. Trước đó, ông Zelensky thông báo Ukraine đã giành lại hơn 30 khu dân cư ở Kharkov. Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác hôm 11 tháng 9, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Ukraine. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, chìm trong bóng tối sau các vụ tấn công. Ô tô chạy qua những con đường tối, con người đi bộ phải dùng đèn hoặc điện thoại để soi. Thị trưởng Kharkov, Igor Terekhov, chỉ trích sự cố mất điện là đòn trả đũa của Nga sau những thành công của quân đội Ukraine trên chiến trường, đặc biệt ở Kharkov. Truyền thông ngày 10 tháng 9 đưa tin, quân đội Ukraine dường như đã giành lại quyền kiểm soát hai thành phố chiến lược của Kharkov, gồm Kupiansk và Izium. Theo các chuyên gia, bước tiến này sẽ giáng đòn mạnh vào khả năng của Nga trong việc tiếp tế cho các vị trí ở chiến tuyến miền đông Ukraine, đồng thời có thể khiến Moscow bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi tỉnh Kharkov. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal khẳng định, lượng lớn vũ khí mà phương Tây cung cấp đã giúp Kiev xoay chuyển cục diện chiến sự. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các tổ hợp pháo HIMARS cũng như các tên lửa. Trong bài phát biểu tối ngày 11 tháng 9, Tổng thống Zelensky cảnh báo giai đoạn khó khăn nhất vẫn đang ở phía trước. Trong 200 ngày qua, chúng tôi đã đạt được rất nhiều thứ, nhưng điều quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất vẫn đang ở phía trước, ông Zelensky nói. Ông Zelensky trước đó dự đoán mùa đông sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trên toàn thế giới và sẽ là bước ngoặt trong nỗ lực giải phóng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Ukraine nêu lý do phản công chậm ở miền Nam. Cố vấn Tổng thống Ukraine thừa nhận nguồn dự trữ của quân đội nước này khó hạn, do đó phải tiến hành chiến dịch phản công ở miền Nam chậm rãi. Trong bài đăng trên Telegram ngày 30 tháng 8, Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bác bỏ kỳ vọng về chiến thắng nhanh chóng của chiến dịch phản công ở miền Nam nước này, đồng thời gọi đây là hoạt động chậm rãi nhằm nghiền nát đối phương. Tất nhiên nhiều người muốn một cuộc tiến công quy mô lớn, muốn nhận tin tức rằng quân đội chúng tôi tái chiếm đô thị đó trong một giờ. Ông Arestovych đề cập đến thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên của Ukraine. Song chúng tôi không chiến đấu như vậy, các nguồn dự trữ có hạn.
Giới chức Ukraine ngày 29 tháng 8 thông báo quân đội nước này mở đợt phản công nhằm vào khu vực do Nga kiểm soát ở miền Nam theo nhiều hướng khác nhau, song từ chối cung cấp chi tiết do sự chú ý của truyền thông có thể ảnh hưởng đến kết quả. Trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine Natalia Humeduk nói quân đội nước này gây hư hại thành công những cây cầu bắc qua sông Dnieper tại tỉnh Kherson, khiến thiết bị hạng nặng không thể đi qua. Tuy nhiên, Guardian dẫn lời hai binh sĩ Ukraine ở chiến tuyến tỉnh Kherson cho biết giao tranh đang diễn ra tại đây, song không phải đợt phản công lớn như giới chức nước này tuyên bố. Một binh sĩ Ukraine phủ nhận không có đợt phản công nào, người còn lại nói rằng các trận đánh đang diễn ra song nhằm ngăn chặn đợt tiến công mà lực lượng Nga phát động trước đó. Không có đợt phản công và sẽ không có. Một binh sĩ Ukraine tham chiến tại Kherson từ tháng 3 khẳng định, đồng thời cho biết lực lượng của họ không đủ vũ khí để mở đợt phản công. Lực lượng Nga cảm thấy thoải mái khi ở vị trí của mình, họ không sợ và không có lý do gì để sợ chúng tôi. Một chỉ huy Ukraine tại tiền tuyến tỉnh Kherson cho biết giao tranh diễn ra ở phía bắc thành phố cùng tên cũng như quận Berilavsky để ngăn đợt tiến công của Nga từ tuần trước. Các chỉ huy của Ukraine khẳng định nỗ lực của họ trong những ngày qua đạt một số thành công khi buộc lực lượng Nga phải rút ở một số vị trí. Người này nói Nga đang cố giành lại các vị trí bằng các đợt tập kích bằng tên lửa và mục tiêu của Ukraine, trong đó có thành phố Mykolaiv nằm gần khu vực giao tranh. Bà Humeniuk cho rằng các binh sĩ Ukraine không đủ tư cách để đưa ra đánh giá về chiến dịch cũng như những bình luận công khai như vậy nên để các chỉ huy cấp cao đưa ra. Biên tập viên của The Guardian cho rằng nhận định của các binh sĩ Ukraine phù hợp với đánh giá của chuyên gia phương Tây hồi đầu tháng rằng cả Ukraine và Nga đều không có những gì cần thiết để mở đợt tiến công mang tính quyết định. Thay vào đó, các bên tham chiến đang ở thế phòng ngự. Nga chưa bình luận về những thông tin Ukraine đưa ra. Lực lượng Nga kiểm soát Kherson vài tuần sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine ngày 24 tháng 2. Trước khi thông báo mở chiến dịch phản công tại Kherson, lực lượng Ukraine nhiều lần pháo kích các cây cầu bắc qua sông Dnieper, đoạn chảy qua tỉnh, cũng như kho đạn và vị trí lực lượng Nga tập kết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 8 tuyên bố đánh bại đợt phản công của quân đội Ukraine ở miền Nam, gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Cơ quan này cho biết quân đội Nga đã phá hủy 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 thiết giáp và 8 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và khiến hơn 1.200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Tổng thống Ukraine ra tối hậu thư với Nga trước chiến dịch phản công. Tổng thống Ukraine đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với lực lượng quân sự Nga khi Kiev tuyên bố bắt đầu chiến dịch phản công ở miền Nam. Nếu họ muốn sống sót, đã đến lúc quân đội Nga phải rút lui. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 29 tháng 8. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công ở tỉnh Kherson phía Nam. Trong bài phát biểu tối 29 tháng 8, Tổng thống Zelensky không đề cập cụ thể tới cuộc phản công, nhưng tuyên bố đối phương nên biết chúng tôi sẽ đẩy lùi họ ra biên giới của chúng tôi không thay đổi. Ông Zelensky nói rằng những người đầu hàng sẽ được đối xử theo Công ước Geneva. Nếu họ không lắng nghe chúng tôi, họ sẽ phải đương đầu với lực lượng phòng vệ của chúng tôi, những người không dừng lại cho đến khi họ giải phóng mọi thứ thuộc về Ukraine, ông Zelensky tuyên bố. Oleksiy Arestovych, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, hôm 29 tháng 8 cho biết quân đội Ukraine đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở một số khu vực ở chiến tuyến gần thành phố Kherson. Ông Arestovych cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang pháo kích vào các tuyến phà ở Kherson mà quân đội Nga đang sử dụng để tiếp tế cho vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở bờ tây sông Dnipro. CNN dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã chiếm lại 4 ngôi làng gần thành phố Kherson sau khi xuyên thủng phòng tuyến ở 3 nơi với mục tiêu chính là Kherson. Nguồn tin cho biết chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu với những đợt pháo kích dữ dội vào các vị trí và hậu phương của quân đội Nga buộc lực lượng này phải rút lui. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã cố gắng tiến công ở Mykolaiv và Kherson nhưng bị thương vong đáng kể. Nga tuyên bố nỗ lực tấn công của đối phương đã thất bại thảm hại. Theo Reuters, Ukraine đã lên kế hoạch cho chiến dịch phản công ở các tỉnh miền Nam trong 2 tháng qua. Mỹ tin rằng cuộc phản công của Ukraine ở miền Nam sẽ bao gồm sự kết hợp của các chiến dịch trên không và trên bộ. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine Natalia Humeniuk cho biết, Kiev bắt đầu các hoạt động tiến công theo chiều hướng, trong đó có tỉnh Kherson. Các lực lượng Ukraine bắt đầu các cuộc tiến công theo nhiều hướng ở mặt trận miền Nam, hướng tới giải phóng các vùng lãnh thổ bị kiểm soát. Mọi thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi chiến dịch hoàn thành, bà Humeniuk nói. Bà Humeniuk cho biết các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các tuyến hậu cần phía Nam của Nga đã làm suy yếu đối phương một cách rõ ràng. Bà nói thêm rằng hơn 10 kho chứa đạn của Nga đã bị tấn công vào tuần trước. Tuy nhiên, người phát ngôn từ chối cung cấp thêm chi tiết về cuộc tiến công mới tại miền Nam.
Bất kỳ chiến dịch quân sự nào cũng cần giữ bí mật. Bà Humeniuk đồng thời cho biết lực lượng quân sự Nga ở miền nam Ukraine vẫn mạnh và đã được củng cố trong thời gian dài. Trong vài tuần qua, các quan chức Ukraine nhiều lần cảnh báo sắp mở một trận đánh lớn nhằm giành lại Kherson, khu vực Nga đã kiểm soát từ giai đoạn đầu chiến sự. Trong một nỗ lực ngăn chặn đà phản công của Ukraine, Nga đã chuyển hàng nghìn quân từ Donbass xuống khu vực miền nam.